Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có gì hay ho đây. Ok, lúc này mình đang ở bên server Bắc Mỹ. Ở bên này thì đang có một số sự kiện mà theo mình đánh giá là nó khá hay. Ok, chúng ta đều biết là bây giờ tất cả nhân vật trong Canada Free Fire đều có thể cày free được. Nhưng mà cái công cuộc cày free nó cũng hơi mệt. Đấy, ông nào mà cày mà gọi là trăm thì một tuần độ 6 ngày được một con nhân vật. Nhưng mà ví dụ như ông nào mà cày lười, có khi cả tháng chả được con nhân vật nào. Đấy, thế là bên server Bắc Mỹ ấy, bên châu Mỹ ấy, họ bảo là thế thôi, không bắt chúng mày cày nữa, bố bán nhân vật luôn. Đấy, bố bán luôn bằng vàng được đó anh em. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có thể mua được một cái hộp lựa chọn nhân vật với giá 35.000 vàng. Đấy, nhưng chỉ mua được một hộp thôi. Đấy, nhưng mà chắc là cái này thì họ sẽ bán dần dần. Đấy, lâu lâu họ lại bán một hộp 35.000 vàng. 35.000 vàng mà mua được Chrono hay Skyler thì anh em thấy nó có hợp lý không? Đấy, 35.000 vàng mua được Chrono và Skyler thì anh em nghĩ là nó có hợp lý hay không? Nó quá hợp lý luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Đấy, ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Bây giờ tất cả nhân vật chúng ta đều sẽ bán kim cương rồi. Đấy, thế nên là hoặc là cày hoặc là mua cái hộp này. Đấy, 35.000 vàng mua được cả Chrono cả Skyler nó phải gọi là quá thơm và ngon đi. Đấy, nhưng mà mỗi tội tôi lại đang chưa có 35.000 vàng anh em ạ. Từ từ tôi sẽ đi mở mấy cái hộp hồi trước xem là có cái hộp nào mà nó ra được vàng hay không. Đây, hộp quái nữ, hộp nhiệm vụ hàng ngày à. Đấy, 155 vàng tươi ngay. Đấy, 34.399 rồi. Đấy, cố đi tìm mấy cái hộp cũ ở bên server này xem có hộp nào ra được vàng không, hộp thợ săn thời không, hộp này. Ui, và trúng luôn quả DE thợ săn thời không vĩnh viễn à, ảo thật đấy. Ảo thúng cái chào, ảo thật tệ, tự nhiên mở vắt trúng luôn khẩu súng vĩnh viễn ạ. Ôi, lại trúng được khẩu UMP công lý vĩnh viễn này. Và đi mở lôm côm tí ra ngay mấy súng vĩnh viễn tươi thật sự. Tươi phải gọi là không cần tưới luôn, và tưới rồi thì vẫn cảm thấy có một độ tươi. Đấy, ok, mấy cái hôm này thì không có vàng này. Và ui, cái này xịn đấy, ui, ngon đấy. Đấy, rồi, xem có gì không. Đấy, toàn là hộp mảnh nhân vật anh em ạ. Đấy, mấy hộp này vô dụng quá, không có vàng biết gì cả. Hộp súng hỏa ngục mở luôn. Đấy, bây giờ ra là khẩu vĩnh viễn lại tươi. Ui, cũng ra là mỗi cái nịt. Đấy, ra là mỗi cái nịt thôi. À đây, ui, hộp này ngon này. Đấy, mình có 6 hộp này này. Và hộp này dễ ra vàng lắm. Đấy, ui xôi. Cái hộp này là hộp kiểu đời cổ ấy. Hộp này chứa rất nhiều vàng. Thế là 36.000 vàng thôi. Tươi. Nó lại gọi là ngon anh em ạ. Nó lại gọi là ngon đấy. Cứ lúc nào mà cần kíp mà cần có vàng thì nhớ đến mấy cái hộp đấy. Đấy, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Quá ngon, đồ bán son, ui tươi rồi. Đây, ở đây nó đang có một cái sự kiện là cái hộp BTS Pick Grade, tức là cái hộp đồ mà cho phép chúng ta, tức là đồ được phối đồ đến từ những thành viên ở BTS. Nói chung là trong đấy cũng có một vài đồ xịn so con bò. Đấy, nhưng mà giá nó hơi chát. Đấy, giá nó thật sự là hơi chát đấy. Đấy, ok, đấy, ui xùi tươi thật sự ạ. Ui, ngon rồi. Đấy, 35.000 vàng mua được cả K, cả Chrono, cả Skyler. Ui xồi ôi, nó phải gọi là hết nước chấm. Nó phải gọi là hết nước chấm anh em ạ. Đấy, 35.000 vàng mua được một nhân vật. Đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt cơ mờ nó vời luôn. Đấy, đỡ đi, đỡ thế nào được. Ui xồi, ngon rồi, ngon rồi. Quá ngon đội bán son. Đấy, quá ngon anh em ạ. Quá là ngon luôn, anh em thấy tuyệt vời không? Nó này gọi là đỉnh của chóp. Đấy, bên server này là server đầu tiên bán cái hộp này. Tôi nghĩ các server khác cũng sẽ bán thôi. Đấy, thế nên là mình cũng không có gì phải lo lắng lắm. Ok, ở bên này họ đang ra cái BTS View, tức là cái vòng quay BTS. Cái này thì rẻ hơn vòng quay 5B server Việt Nam rất là nhiều. Mà bên này họ bán này cũng rẻ nữa. Tính như là bên server Nam Mỹ này họ cũng kiểu không để ý lắm đến BTS hay sao ấy. Kiểu như BTS ở bên này cũng kiểu không phải quá là nổi tiếng. Thế nên là cái sự kiện ở bên này tôi thấy là họ là làm nó cũng khá rẻ. Đấy, còn ví dụ mấy server mà hâm mộ nhạc Hàn Việt Nam ấy thì nó có vẻ gọi là ối rồi ôi luôn. Đấy, ui, ba lô huyền quang. Đấy, cũng được. Hy vọng là mình sẽ lấy hai viên này và hy vọng mình sẽ mở ra những cái bộ mà mình chưa có. Ở Việt Nam thì tôi đã có cái bộ
Mẫu đây rồi, được một viên rồi. Mình đã có cái bộ hôm qua mình đã test cái bộ màu hồng rồi. Rồi mình đã có cái bộ màu cái bộ lướt sóng rồi. Đấy, và mình cũng đã có cái bộ đồ màu tím tím rồi. Đấy, hai viên rất rẻ, kể cả cái slot cuối cùng chỉ giá 499 huy hiệu. Đấy, quan trọng là bây giờ mở ra được bộ nào này. Hy vọng là mở ra những bộ mình chưa có. Đấy, mở ra bộ mình chưa có nó phải gọi là hết nước chấm luôn. Nào, mở ra bộ chưa có, hai cái bộ đầu tiên là tôi chưa có này. Đấy, cái bộ mà mặc cái bộ theo kiểu hề đây, bộ hề tôi chưa có này, cả bộ xích vàng tôi cũng chưa có. Ui, mở ra là bộ xích vàng rồi. Ui, bộ này đẹp anh em ạ. Bộ này đẹp, bộ này tôi phải nói với anh em là đỉnh luôn. Đấy, nào, bộ thứ hai nào. Đấy, xem ra là bộ gì nào, ra là bộ hề đây. Đấy, ui xôi, sao là bộ hề anh em ạ, đỉnh của chóp. Hai bộ này mình đều chưa có, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi anh em ạ. Đây, bộ này bộ hề đây. Bộ, tôi không biết là tên, nhớ tên bộ này là gì, tôi vào tôi xem lại. Đây, vua hóa trang, à bộ này mình chưa có, ui đẹp đấy. Đẹp nó đấy, và cái bộ nguyên xoáy vàng dòng. Ui, vâng, bộ nguyên xoáy vàng dòng BTS này gọi là đỉnh của chóp luôn ạ. Ui, quả xích quấn lên người này trông khác gì Ghost Rider không. Đấy, được của nó. Hai bộ này mình đều đang chưa có. Ngon rồi, ngon rồi. Như vậy là ở trong cái hộp BTS này tôi chỉ còn có hai bộ là tôi chưa sở hữu ở trên tất cả server. Ở server Việt Nam mà tôi có hai bộ rồi. Ở bên server này tôi có hai bộ này. Còn bên server mẹ Na, server Mena thì hôm qua mình đã lấy được bộ màu hồng rồi. Đấy, nhưng bộ màu hồng thì chắc chắn là mình vẫn sẽ cố gắng là mình săn nó ở server Việt Nam. Đấy, bộ màu hồng đỉnh lắm anh em ạ. Bộ màu hồng đỉnh của chóp, chọc của đỉnh luôn. Đấy, nào, làm sao? Ui, cái bộ ấy cầm cái lưỡi hái nhìn hợp nhá. Cái bộ ấy cầm cái lưỡi hái đúng kiểu sinh ra để dành cho nhau luôn. Đấy, cầm cái lưỡi hái đúng hợp luôn anh em ạ. Ai chà, nó bắn lại kinh thế. Và nó bắn một phát mình cảm thấy khá thốn. À, mới đến đây. Đây đây. À, làm gì mà không thốn. À, múa à. Múa với chúng tôi, múa với chúng tôi chặt hết nước chấm luôn. Chặt nó phải gọi là nhức người. Ai chà, bắn tôi anh em ạ. Nó bắn tôi. Để tao ra tao xử lý mày. Mày chạy đâu con sâu này. Triple kill dành cho vị trí của Rikaki. Anh em thấy nguyên xoáy vàng dòng được không ạ? Nguyên xoáy vàng dòng nó phải gọi là quá là được luôn. Làm ngay khẩu paraffin. Đấy, paraffin phang tất cả. Đấy, bộ này đẹp ấy, bộ này công nhận đẹp. Bộ này về Việt Nam là phải húp thôi. Nói chung là về Việt Nam thì chắc chắn là tôi cũng sẽ húp đủ cả 4 bộ BTS thôi. Ngày nào tôi chả nghe nhạc BTS anh em. Nguyên xoáy vàng dòng đỉnh thật sự. Bộ này đỉnh thật sự. Mua ngay quả Chrono 35.000 vàng, xong lại thêm quả nguyên xoáy vàng dòng này. Thơm quá, quá thơm ở đội bàn cơm. Đỉnh của chóp, chóp của đính. À, ở bên server này thì nó khác server Việt Nam một chút ấy, là cái gậy lightstick ấy nó sẽ rơi vào cuối trận. Đấy, không hiểu sao server Việt Nam chúng ta lại cắt bớt cái đấy đi. Đấy, ui thằng này trâu nhỉ. Chạy đâu con sâu. Paraffin này sắp có chế tác rồi. Đấy, nhưng mà chưa biết là chỉ số chế tác của Paraffin này ở phiên bản này sẽ như nào, chúng ta cũng sẽ phải chờ tại vì khoảng một thời gian khá lâu nữa chúng ta mới có Paraffin mới có sở chế tác mới. Ui làm chạy đâu con sâu, hủy diệt. Đi đến đâu hủy diệt đến đấy anh em ạ. Và một sự sức mạnh hủy diệt luôn. Ôi xoay, địch còn một thằng thôi. Đấy, anh em thấy bộ BTS sẽ đẹp không? Bộ này đẹp. Bộ này tôi đánh giá đẹp thứ nhì sau bộ hồng. Bộ hồng là đẹp nhất nhá, xong rồi đến bộ này. Xong rồi đến cái bộ kim cương ấy. Tôi đang chưa có bộ kim cương, hy vọng là tôi... À, anh chạ. Và anh ạ, quẩy lên. Xong rồi đến bộ kim cương này. Đấy, ba bộ này đẹp nhất. Còn mấy bộ còn lại thì đẹp như nhau. Đấy, tôi chưa có bộ kim cương. Tôi phải về Việt Nam săn bộ kim cương được. Đấy, bộ kim cương phải gọi là đỉnh luôn. Đấy, MP, cái gì đây, P90. Đấy, sắm sửa đồ. Ơ, lúc ấy mình lắp cái skin súng vào rồi các bạn nhỉ. Ơ, em mới lắp skin súng P90. Bây giờ lại cầm P90 chay à? À, bây giờ lại chơi nhạc chay à? Ui, này không hay rồi. Chay này thì chay giảm mặt này không ăn thua. À, lên rồi. Ta đi kiểu muộn anh em ơi. Đấy, ta đi kiểu muộn. Chúng mày chạy đâu sao? Ui, nhìn địch chạy dập dưới nhà này. Trông lại, này, xin nhẹ cái đầu. Ai cha, hai thằng luôn ạ. Ui, làm quầy ngay hay keo té ra là ngày bơm tí máu. Ơ, sao tim mình ông pin to lại quýt rồi.
đang bắt nhau căng thẳng, pin to lại quýt rồi, pin to, pin nhỏ không ổn rồi, pin to mà lại quýt à. Úi giời, cô ra yêu chết rồi, này cái cắn trộm đồng đội tàu này, cắn trộm đồng đội cậu này, thằng pin to quýt rồi mà sao vẫn oảng được là như nào. Ai, ảo thật đấy, và quýt rồi vẫn oảng được, kinh thật đấy, quýt rồi mà vẫn người chơi hệ mõm được, kinh. Đấy, ok, đâu rồi, thằng nào ra đây cậu xử lý nốt nào, không có một thằng nữa thôi. Còn một thằng nữa thôi, ra nốt đi bạn ơi. Và ra nốt đi bạn ơi, bạn trốn đâu rồi? À, bạn trốn kỹ đấy. Bạn trốn nó cũng gọi là kỹ đấy. Đây rồi, à đây đây, thằng này mình bắn hạ rồi. Ui, à, bạn cũng kinh đấy. Bạn cũng kinh của nó đấy. Ui xùi, phát phin. Đấy, đành phải bu văn nhà vậy. Đây, có một số anh em hôm trước, hôm qua kêu là tôi giấu cái vụ là bên này nó nhận được lightstick. Thì các server khác có thế, server Việt Nam anh em biết là như nào rồi đấy. Người thành công thường có lối đi riêng. Đấy, mà server Việt Nam là một server rất thành công thì chúng ta phải có lối đi riêng là đúng rồi. Đấy, người thành công phải có lối đi riêng anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia Minh, thấy video của mình lành mạnh, bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, để đẹp trai và đứa xinh gái. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.